vô lượng quan như lai nguyện cho hết thảy chúng sanh nghe được danh hiệu của ngài đều có được tính tâm kiên cố nơi bản nguyện siêu thắng và cõi nước cực lạc thanh tịnh trang nghiêm con nay quy y pháp môn tịnh độ tính nguyện trì danh cầu sanh cực lạc nguyện cho hết thảy chúng sanh đều được thọ trì tu tập phương tiện thành phật tối thắng này con nay quy y đức quan thế âm bồ tát Đức Đại Thế Chí Bồ Tát và thanh tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát nguyện cho hết thảy chúng sanh đều phát Bồ Đề Tâm sanh về cực lạc nhập thanh tịnh chúng chống thành Phật Đạo Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa Chủ giảng Lão Pháp Sư Tịnh Không Địa điểm Giảng Đường Hoa Nghiêm, Malaysia Thời gian ngày 12 tháng 8 năm 2010 111 Chư vị Pháp Sư Chư vị Đồng Học Xin mời ngồi xuống Xin xem Đại Thừa Vô Lượng Thọ Kinh Giải Trang 131 Dòng thứ ba từ dưới đếm lên vị giáo Bồ Tát Tát A Xà Lê thường tập tương ứng vô biên chư hạnh. Trước kia tôi chia hai câu kinh văn này thành hai đoạn. Kể từ thân quán đảnh sai. là thọ ký sự hộ trì của phật thăng quán đảnh giai thọ bồ đề ký hai câu này là thọ ký Vị giáo Bồ Tát Tát A Xà Lê Hai câu này là thị giáo Tức là Thực hiện sự giáo học cho mọi người thấy Nêu tấm gương tốt đẹp Câu kế đó là Thường tập tương ứng vô biên chư hạnh Nói đến sự tương ứng Giáo học nhất định phải tương ứng tương ứng với tánh đức chúng ta xem lời chú giải của hoàng lão cư sĩ a à, xà lê dịch vi giáo thọ a à, xà lê là tiếng phạn dịch sang nghĩa tiếng hán là giáo thọ tức là tiếng xưng hô dành cho một vị thầy trong nhà trường Hữu dịch quỷ phạm sư Dịch cách khác Ta cũng thường đọc thấy cách dịch này trong kinh điển Quỷ là quỷ đạo Phạm là mô phạm Chữ quỷ phạm sư hàm ý tư tưởng kiến giải và ngôn hạnh của vị thầy ấy có thể làm gương cho chúng ta làm mẫu cho học trò cũng như làm nề nếp cho học trò học tập chẳng thể lệch khỏi quỹ đạo nhất định phải đi theo quỹ đạo giống như xe lửa quyết định chẳng thể rời khỏi đường rầy bao hàm ý nghĩa này. Tiếp theo, đó là lời giải thích nải quỷ phạm chánh hạnh. Vị tăng sư phạm giả chi tôn sưng là thầy của người xuất gia nói theo thực tại thì cũng là như chúng ta thường nói học vi nhân sư hành vi thế phạm quỷ phạm chánh hạnh chính là hành vi thế phạm vi tăng sư phạm là học vi nhân sư do đó a à xà lê là tôn xưng thông chỉ giáo thọ thiện pháp chi sư định nghĩa ở đây rất rõ ràng và cũng rất đơn giản ngài là vị thầy truyền dạy thiện pháp thì mới có thể gọi là a xà lê cũng có khi tính lược gọi là xà lê cũng được chúng ta thường thấy gọi là xà lê Kim Kinh Thừa Thăng Quán Đảnh Giai Nhi Ngôn Nải chuyên chỉ chân ngôn A Xà Lê Hữu xưng Kim Cang A Xà Lê Trong phần trước kinh này đã nói Thăng Quán Đảnh Giai mật tông thường nói như vậy do vậy kinh đại thừa vô lượng thọ là viên giáo giáo nghĩa của tám giáo đại thừa đều được bao hàm trong ấy bởi lẽ trong kinh này có giáo nghĩa mật tông có giáo nghĩa thiền tông như hoa nghiêm, pháp hoa, pháp tướng duy thức, cho đến luật tông, thảy đều có. Vì thế, từ các câu kinh văn, chúng ta thường có thể thấy và hiểu kinh này mới là kinh điển trí cao vô thượng đại viên mãn Do tiếp ngay theo câu Thân quán đảnh dai thọ bồ đề ký Trước đó nên cũng có thể Nó là chữ a -xà lê ở đây dùng theo ngữ cảnh mật tông Chuyên chỉ chân ngôn a -xà lê Còn gọi là kim cang a -xà lê Nãy thiệu thừa kim cang tác đỏa tổ dị tác truyền pháp quán đảnh giả chi xưng hiệu. Đây là một cách xưng hô trong Mật Tông. Tiếp nối Kim Cang tác đỏ tổ vị Kim Cang tác đỏ còn được gọi là Kim Cang thủ Bồ Tát. chân ngôn tông là mật tông trong tám vị tổ sư của mật tông đây là vị tổ đời thứ hai đại nhật như lai là đệ nhất tổ là sơ tổ kim cang thủ bồ tát là nhị tổ vị tổ sư này có quan hệ rất mật thiết với hoa nghiêm vì ngài chính là phổ hiền bồ tát trong kinh hoa nghiêm phổ hiền bồ tát là nhị tổ trong mật tông Trong mật tông không gọi Ngài là Phổ Hiền Mà gọi là Kim Cang Tác Đỏa Hoặc là Kim Cang Thủ Bồ Tát Hiển và mật là một thể Mật là mật của hiển Hiển là hiển của mật Nói cách khác Hiển giáo là hiển thuyết của mật tông mật tông là mật thuyết của hiển giáo là một không hai vì sao có nhiều phương thức giáo học như thế vì căn tánh của chúng sanh khác nhau pháp thân đại sĩ chư phật như lai luôn tùy thuận tâm của chúng sanh để ứng với khả năng nhận biết của họ. Nói cách khác, Pháp thân Bồ Tát, chư Phật Như Lai quyết định chẳng khởi tâm đồng niệm. Chúng ta nhất định phải nhận biết rõ ràng điều này. Thở Thích Ca Mâu Ni Phật thị hiện trên địa cầu này Chúng ta nhìn vào giai đoạn lịch sử ấy. Trong tám tướng thành đạo, tướng thứ bảy là chuyển pháp luân. Từ cung trời đâu xuất giáng hạ có khởi tâm động niệm hay không? Chẳng có. Nếu khởi tâm động niệm, ngài là phàm phu. không chỉ chẳng thể xưng là phật mà ngay cả danh hiệu pháp thân bồ tát cũng chẳng kham nổi chứng đắc pháp thân pháp thân là gì tất cả hết thảy hiện tượng trọn khắp pháp giới hư không giới đều gọi là pháp thân Pháp là dạng pháp. Dạng pháp nhất thể thì gọi là pháp thân. Đến khi nào quý vị có thể chứng đắc sẽ nhận biết nó ở ngay trước mặt, chưa hề rời khỏi. Vì sao chúng ta mê? Do đã mê nên mới có phân biệt, mới có chấp trước, mới có khởi tâm đồng niệm, phân biệt. Chấp trước là trật rồi chẳng biết dạng pháp và chính mình là một thể khi nào quý vị đã giác ngộ nói theo phật pháp là thật sự buông khởi tâm động niệm phân biệt chấp trước xuống khi ấy quý vị liền biết khắp pháp giới hư không giới và chính mình là một thể như trong hoàng nguyên quán đã nói Vũ trụ rốt cuộc là chuyện như thế nào? vốn là một thể Từ một thể khởi ra hai tác dụng Hai tác dụng ấy Một là chánh báo, hai là y báo Chánh báo là chính mình Y báo là chính mình y báo là hoàn cảnh mà chúng ta nương tựa vào để sinh tồn và hoạt động tiểu hoàn cảnh là một gia đình đại hoàn cảnh là toàn thể vũ trụ những thứ ấy do đâu mà có từ một thể hiển lộ Hiển lộ như thế nào? Đã mê bèn hiện Đã giác ngộ sẽ chẳng hiện Chẳng còn nữa Vì thế Trong chứng đạo ca Vĩnh Gia Đại Sư đã nói rất hay Mộng lý Minh minh hữu lục thú Mộng là mê Khi mê rõ ràng Có lục đạo luân hồi Có mười pháp giới giác hậu minh minh vô đại thiên sau khi giác ngộ sẽ chẳng còn nữa sau khi đã giác sẽ là cảnh giới gì cảnh giới thường tịch quan là cảnh giới cao nhất trong tịnh độ tông chúng ta thường tịch quan thường tịch quan là tự tánh đã giác ngộ bèn trở về tự tánh khi đã mê từ tự tánh biến hiện một hiện tượng hư quyển chẳng thực tại hiện tượng ấy được gọi là mười pháp giới bất luận là chánh báo hay y báo đức thế tôn dạy chúng có các đặc tánh được gọi là tam biến tức tam chủng châu biến thứ nhất là trọn khắp pháp giới trọn khắp pháp giới là gì nói theo danh từ khoa học hiện thời là năng lượng hoặc dao động bất luận hiện tượng vật chất hay hiện tượng tinh thần toàn bộ đều do dao động biến hiện chẳng có dao động sẽ chẳng có cảnh giới ấy Chẳng có A à Lại Gia Vì thế một niệm bất giác Thì sự bất giác ấy là dao động Nên mới sanh ra hiện tượng Phát sanh hiện tượng tinh thần và hiện tượng vật chất Cái Quý vị thấy sự dao động ấy có tốc độ lớn chừng nào? Rất nhanh, ý niệm vừa mới dấy lên bèn trọn khắp Pháp giới. Vì sao? Pháp tánh là một thể, là tự tánh, thanh tịnh viên minh thể là một thể. Người Trung Quốc có nói, khiên nhất Pháp nhi động toàn thân chúng ta kéo một sợi tóc toàn thân đều cảm thấy đau đớn vì sao nó là một thể cho nên một niệm vừa khởi bèn trọn khắp pháp giới pháp giới và chính mình là một thể do vậy gọi là pháp thân quý vị đã thừa nhận pháp thân khẳng định nó Chẳng hoài nghi chút nào Dạng sự dạng vật trong khắp pháp giới hư không giới và chính mình là một thể Đó gọi là chứng đắc pháp thân Người chứng đắc pháp thân bền thành Phật Này chúng ta nghe Đức Phật dạy trong kinh như thế Vẫn chẳng thừa nhận ai thừa nhận dạng sự dạng vật và chúng ta là một thể chẳng có ai thừa nhận đó là gì phàm phu nếu quý vị hỏi pháp thân bồ tát hỏi chư phật như lai núi sông đại địa cây cối hoa cỏ có cùng một thể với quý vị hay không các ngài sẽ đáp đúng vậy chẳng sai tí nào đúng là một thể vì sao bất luận tinh thần hay vật chất của chúng ta nhục thân là một hiện tượng một niệm vừa động trong tâm ta toàn bộ các hiện tượng đều nhận biết ý niệm ấy núi sông đại địa đều biết nếu không biết thì tốt quá vì sao chúng sanh tạo tác ác nghiệp do các hiện tượng đều không biết nên núi sông đại địa sẽ chẳng có nhiều phiền phức như thế lại nữa động đất phong tai thủy tai gì đi nữa do chúng chẳng có tri giác sẽ không có những hiện tượng tai nạn ấy chính vì chúng ta dự động một niệm, chúng nó biết ngay nên có phản ứng. Chúng ta giấy động một thiện niệm, chúng có thiện phản ứng. Chúng ta giấy động một niệm bất thiện, chúng liền phản ứng bất thiện. Ý niệm tham lam, nước hiện tiền, nên thủy tai hiện tiền. Ý niệm sân hận, núi lửa bùng nổ, nhiệt độ tăng lên. Ý niệm ngu si Phong tai hiện tiền Ngạo mạn là động đất Các tai nạn thiên nhiên do ý niệm bất thiện của chúng ta dẫn khởi Nếu ý niệm của chúng ta tốt lành Sẽ đúng như Đức Phật đã dạy Tức diệt tham sân si cần tu giới định huệ núi sông đại địa và thế giới cực lạc bèn như nhau đại địa kiên cố nói trong kinh địa tạng sẽ không bị loạn sẽ chẳng có động đất cũng không có thủy tai hạn hán chẳng có những tình hình như thế mà là mưa hòa gió thuận là vì tất cả hết thảy hiện tượng vật chất và hiện tượng tinh thần giống như được nối vào mạng lưới internet của chúng ta trong hiện thời, hãy ta vừa động toàn bộ chúng nó đều biết. Vì thế toàn thể vũ trụ và chính mình là một thể. Toàn thể vũ trụ là sống động, chẳng chết cứng. Nó có thể thấy, nghe, hiểu ý nghĩa của con người mấy năm trước tiến sĩ giang bổn thắng của nhật bản đã làm thí nghiệm với nước phát hiện nước là vật chất nhưng có thể thấy nghe hiểu ý nghĩ của con người biến quá theo ý niệm của chúng ta nước có thể phản ứng như vậy lại xét tới những hiện tượng vật chất khác Chúng đều có thể cây cối, hoa cỏ cũng có thể Có người đã thí nghiệm trên hai cây bồn tài đối với hai cây bonsai Dùng Sử dụng dùng thời gian và phương thức dung bón giống hệt như nhau vung bón thành công quý vị thấy hai cây giống như nhau đem chúng làm thí nghiệm hai chậu đặt ở hai góc phòng bên này đặt một chậu quý vị mỗi ngày tôi với nó nói ta rất thích ngươi rất yêu mến ngươi còn với chậu kia thì tao ghét mày quá chẳng ưa mày sau hai tuần chậu mỗi ngày cười với nó sẽ hết sức tươi tốt Chậu mỗi ngày bị quở đáng két sẽ dần dần khô héo chết khô Quý vị thấy đó, cây hiểu ý niệm của con người Đó là nói về cây cối qua cỏ Chúng tôi hiểu đạo lý này Vì thế tại Úc chúng tôi trồng một vườn rau lớn và cũng trồng rất nhiều cây ăn trái Dường rất lớn, trồng hơn 30 loại cây ăn trái Chúng tôi hiểu rõ đạo lý này Để cho hoa, cỏ, cây, cối mỗi ngày Đều nghe Phật hiệu hoặc mỗi ngày nghe nhạc Phật giáo Chúng tôi đi qua đều gọi hoa, cỏ, cây, cối là Bồ Tát Cung cung, kính kính Cây, cối bèn sinh trưởng thật tốt Chúng tôi chẳng dùng phân bón khoa học Cũng chẳng dùng thuốc sát trùng hoa nở rất đẹp quả phát triển rất tươi ngon những nông dân trồng cây ăn quả gần đó đến thăm chúng tôi đều kinh ngạc các vị dùng phương pháp gì mà trồng ngon lành như vậy sau đấy chúng tôi bảo họ dùng thiện tâm thiện ý để vung bồi vì thế thiện tâm thiện ý đối với núi sông đại địa chúng sẽ không bị loạn động chẳng có những tai nạn chúng ta phải hiểu đạo lý này tương ứng có nghĩa là khế hợp trong Phật Pháp nói theo Đại Thừa Phật Pháp Chẳng có gì không tương ứng Như tam mật tương ứng giữ cảnh trí tương ứng Cảnh là hoàn cảnh bên ngoài Này chúng ta gọi là hoàn cảnh vật chất Này chúng ta gọi trí là hoàn cảnh tinh thần Tam mật là công phu tu hành tam là gì chỉ thân khẩu ý thân phải lễ kính đối với hết thảy chúng sanh phải biết lễ kính khẩu nghiệp tán thán Ý là trong tâm cung kính có lòng thành kính chân thành cung kính biểu hiện ra ngoài là lễ lễ độ đối với người như thế mà đối với sự cũng là như thế đối với thiên địa dạng vật cũng là như thế đó là gì đó là tánh đức trong tự tánh của chúng ta phật bồ tát làm được chúng ta chẳng thể tưởng tượng cảnh giới của các ngài trong giáo pháp đại thừa thường nói là tự tánh chẳng thể nghĩ bàn kiến tánh cũng là tự tánh chẳng có lớn hay nhỏ tự tánh chẳng có trước hay sau tự tánh chẳng có xa hay gần chúng ta không có cách nào tưởng tượng điều này trong tự tánh thanh tịnh tịch diệt phật pháp thường nói là cảnh giới đại niết bàn sống động hoạt bát chẳng chết cứng tuy trong tự tánh thứ gì cũng chẳng có nhưng thứ gì nó cũng đều có thể hiện do nó có thể hiện nên chẳng thể nói nó là không do những hình tượng được hiện ấy là quyển tướng nên quý vị chẳng thể nói nó là có vì sao? Nó là tướng sanh diệt. Tốc độ sanh diệt nhanh chóng. Nhục nhãn của chúng ta nhìn chẳng ra. Hiện thời, các nhà lượng tử lực học bảo chúng ta, những điều họ nói giống như trong kinh Phật đã nói, tốc độ sanh diệt nhanh chóng, chúng ta chẳng có cách nào tưởng tượng được quá nhanh. Trong Kinh Phật nói là một cái khẩy ngón tay trong cuộc đối thoại giữa Di Lặc Bồ Tát và Đức Thế Tôn. Di Lặc Bồ Tát đã nói trong một cái khẩy ngón tay có bao nhiêu niệm, niệm ấy là một niệm sanh diệt. 32 ức trăm ngàn niệm. Lấy trăm ngàn làm đơn vị. Một trăm ngàn là mười dạng. 32 ức nhân với mười dạng là 320 triệu. Quý vị thấy một cái khẩy ngón tay là 320 triệu niệm. Nếu chúng ta khẩy nhanh, tôi tin tưởng có người khẩy nhanh hơn tôi. Một giây có thể khẩy 5 lần. Nếu khẩy 5 lần, 320 triệu nhân với 5. Một giây có bao nhiêu lần? Một ngàn sáu trăm triệu Làm sao chúng ta tưởng tượng được Vì thế tướng ấy có thật hay chăng Chẳng thật Chúng ta xem những hiện tượng ấy Các nhà lượng tử lực học Đã cho chúng ta biết đó là gì Giống là những ý niệm tích lũy liên tục sanh ra quyển tướng Quyển tướng ấy rất nhiều Mỗi tướng khác nhau Rất nhiều là vì tần suất dao động của chúng khác nhau Tần suất chậm sẽ biến thành chất rắn chúng ta gọi các vật ấy là hiện tượng vật chất hiện tượng vật chất hết sức cứng nhắc giống như kim cương đá quý chúng do các ý niệm dao động với tần suất chậm biến ra nếu nhanh hơn một chút nữa sẽ biến thành thực vật biến thành nhục thể của chúng ta Nhanh nhất tức là như sóng điện từ trong khoa học hiện đại đó là tốc độ nhanh chóng. Do tần suất dao động khác nhau mà có những quyển tướng khác nhau. Các nhà khoa học hiện thời đã nói như thế. Chúng ta biết chúng ta biết tam mật tương ứng với cảnh trí tương ứng vậy thì chúng ta khởi tâm động niệm ngôn ngữ tạo tác tự nhiên phải cẩn thận thận trọng chớ nên dấy lên vọng niệm Chớ nên, chớ nên nói bừa chuyện tà ác quyết định chớ nên làm khởi tâm đồng niệm nhất định tương ứng với tánh đức vì sao tánh đức là tận thiện tận mỹ tổ tiên trung quốc có nói bổn tánh bổn thiện đó là tự tánh là tánh đức Hệ tương phản thì chẳng phải là tự tánh Đó là sai lầm Hiện thời địa cầu trở thành nông nổi này Là do nhân gì? Người sống trên địa cầu này Đại đa số Đã trái nghịch tánh đức Tam nghiệp chẳng tương ứng với cảnh trí cho nên mới biến thành tam đồ lục đạo biến thành nông nổi ấy khi chẳng sanh biến quá thì như thế nào chẳng sanh biến quá thì cũng là tam mật và cảnh trí hoàn toàn tương ứng người hoa nói minh đức thân dân chỉ ư chí thiện hoàn toàn tương ứng với tánh đức đó là thế giới gì cõi thật báo trang nghiêm của chư phật như lai là thế giới cực lạc được giới thiệu trong kinh vô lượng thọ là thế giới hoa tạng của tỳ lô giá na phật được giới thiệu trong kinh hoa nghiêm hoàn toàn tương ứng với những thế giới ấy do vậy có thể biết Nay chúng ta sống trong hoàn cảnh này là hoàn cảnh bất hảo Chớ nên quán trời trách người Vì sao? Tâm hạnh của chính chúng ta bất thiện đã biến hiện cảnh giới ấy Có lẽ có người nói tâm hạnh của tôi rất tốt lành Cớ sao phải ở chung với những người ấy Đó là do chúng ta có chung cộng nghiệp với họ Cũng có nghĩa là Người trên quả địa cầu này Dạng sự, dạng vật đều có duyên với ta Họ tạo tác bất thiện Ta tạo tác thiện pháp Thiện và bất thiện dung hợp Thiện biến thành bất thiện mức độ bất thiện bị giảm nhẹ hòa hoãn hơn có nghĩa là gì người hành thiện giúp kẻ bất thiện tiêu tan tội nghiệp chẳng phải là như vậy hay sao có phải là chuyện tốt đẹp hay không là chuyện tốt đẹp chúng ta có bị mắc hại hay không chẳng có quyết định chẳng bị hại mảy may nào nếu do tai nạn ngoài ý muốn chúng ta cũng chết thì có bị hại hay không chẳng có đã chết bèn sanh về thế giới cực lạc chết rồi bèn sanh về tịnh độ của chư phật hoặc là chết rồi bền sanh vào thiên đạo Đó là chuyện tốt, chẳng phải là chuyện xấu Kẻ tạo tội nghiệp bất thiện cũng chết trong tai nạn ấy Nhưng chết rồi sẽ sanh vào tam đồ Vì sao? Hồng tiêu trừ tội nghiệp, đó là chuyện tốt, không phải chuyện xấu Người hành thiện cũng là chuyện tốt, đến hưởng phước trên cõi trời Đến tịnh độ của chư Phật Chẳng có gì không phải là chuyện tốt Nếu quý vị thật sự giác ngộ Nhìn thấu suốt Mỗi người trên thế gian này đều là người tốt Mọi chuyện đều là chuyện tốt Trong thế gian này Quý vị sẽ tâm bình Khí hòa Quý vị hiểu rõ rệt Minh bạch Biết chính mình phải làm cách nào Hồng thành tựu chính mình Giúp đỡ chúng sanh đó là thực sự giác ngộ mật tông dĩ tam mật tương ứng chi chỉ vi chủ đó là phương pháp tu hành trong mật tông trên thực tế phương pháp niệm phật của chúng ta là phương pháp của họ hết sức tương ứng rất gần gũi tam mật là miệng niệm chú ý quán tưởng tay kết ấn tay kết ấn thuộc về thân nghiệp quý vị thấy thân khẩu ý tương ứng chúng ta là đệ tử phật môn thông thường hãy trông thấy người khác bèn chấp tay a di đà phật xá người khác đó là tam mật tương ứng chắp tay chính là thủ ấn là kết ấn chắp tay có nghĩa là gì mười đầu ngón tay tượng trưng cái tâm rất tán loạn của chúng ta vọng niệm rất nhiều chắp tay có ý nghĩa thâu hồi ý niệm của chúng ta thâu hồi vọng niệm lại biểu thị sự cung kính ta nhất tâm nhất tâm là cung kính do vậy chắp tay biểu thị cung kính đó là kết ấn trong tâm biểu lộ thành kính miệng tán thán lễ kính và tán thán cũng là tam mật tương ứng khi chúng ta niệm phật miệng niệm nam mô a di đà phật chắp tay là kết ấn hoặc cầm sâu chuỗi cũng là kết ấn à, trên tay cầm sâu chuỗi có nghĩa là gì bình thường sâu chuỗi biểu thị hai tác dụng một tác dụng là nhắc nhở chính mình niệm phật sợ quên mất rất nhiều người niệm Phật, niệm đến cuối cùng chẳng biết đã quên bản lúc nào. Tâm chẳng biết đã chạy đến đâu rồi, cho nên sâu chuỗi nhắc nhở quý vị. Thứ hai là sâu chuỗi để đếm số. Ta mỗi ngày niệm Phật bao nhiêu câu, đếm số để có công khóa nhất định. Có hai tác dụng ấy. Thông thường đếm số lúc mới sơ học, nhiếp tâm bằng cách đếm số. Còn nhắc nhở là đối với những người tu hành đã lâu Niệm Phật đã có công phu kha khá Sợ thất niệm Thất niệm là quên mất Tâm chạy theo vọng tưởng Quên khuấy hiệu Vì thế sâu chuỗi nhằm nhắc nhở quý vị Có hai loại ý nghĩa ấy Trong tâm nghĩ Tưởng A-di-đà Phật đại thế chí bồ tát dạy chúng ta ức phật niệm phật hiện tiền đương lai tất định kiến phật Ước phật là nghĩ tới phật trong tâm thường nghĩ tới a di đà phật vì thế khi đã niệm thuộc kinh vô lượng thọ sẽ tốt lắm nghĩ tới công đức đại nguyện sự tu hành đại từ đại bi phổ độ chúng sanh của a di đà phật chẳng nghĩ gì khác đó gọi là ức phật niệm phật trì danh hiệu phật vì sao a di đà phật dạy chúng ta như vậy nếu quý vị muốn giảng sanh tây phương cực lạc thế giới hãy thường thường chấp trì danh hiệu chấp là chấp trước trì là bảo trì chớ nên dứt bỏ phật pháp luôn dạy chúng ta buông xuống chỉ riêng phật hiệu là chẳng thể buông xuống Buông Phật hiệu xuống Quý vị chẳng có gì để nương cậy Thứ gì cũng buông xuống Nhưng chuyên môn chấp trước Phật hiệu Thứ này giống như phi thuyền bay trong vũ trụ Câu Phật hiệu này là tuyến đường bay chỉ cần noi theo phật hiệu quý vị chẳng bị lạc khỏi tuyến đường hành trình nó sẽ dẫn quý vị đến thế giới cực lạc do một câu phật hiệu niệm niệm đều tương ứng với tây phương cực lạc thế giới tâm chúng ta khởi niệm ở đây a di đà phật ở bên kia liền nhận được Niệm, niệm niệm tương ứng chẳng lạc lối mảy may Phương pháp này mầu nhiệm tột bậc Quý vị đừng hỏi thế giới cực lạc ở nơi đâu Chỉ cần giữ vững danh hiệu ấy chắc chắn sẽ đạt đến Đánh mất danh hiệu này có thể sẽ đi sai chỗ Chẳng đến được a di đà phật dạy chúng ta phương pháp này là có lý tuyệt đối cho nên lầm lỡ phải biết phương pháp này là trọng yếu phương pháp này cũng là một loại mật pháp vị linh chúng sanh thân khẩu ý tam nghiệp đốn khế như lai tam mật cố tức thân thành phật cố mật tông diệt xưng tương ứng tông quý vị xem xét tịnh độ của chúng ta có phải là tương ứng tông hay không có cùng một ý nghĩa vì thế tu hành phải thâm nhập một môn quân tu lâu dài khi tổ sư tiếp dẫn đại chúng đã có thù thắng dị phương tiện dị là pháp phương tiện khác biệt nêu ra như thế nào thiền tịnh sông tu hoặc mật tịnh sông tu nêu ra các phương pháp ấy phải biết đó là phương tiện thiện xảo của tổ sư vì quý vị quá chấp trước thiền bảo quý vị buông thiền xuống để chuyên tu tịnh độ quý vị chẳng đành lòng chẳng muốn sẽ nảy sanh phiền não tổ sư thấy rất rõ ràng biết quý vị tu thiền chẳng thành công Khuyên quý vị học tịnh độ thì quý vị lại chẳng chịu Bèn dùng pháp phương tiện Bảo thiền tịnh song tu tốt lắm Có thiền có tịnh độ giống như cọp đội sừng Quý vị vừa nghe nói như thế bèn thích thú Cũng niệm Phật kèm thêm Trên thực tế nhằm vào ý nghĩa gì Quý vị tu thiền chẳng thành công Tu tịnh bèn thành công dùng phương pháp như vậy đó Chúng ta đã tu tịnh độ lại muốn tu thiền thì chật mất rồi <laughs> Tổ sư chẳng nói lời ấy với chúng ta Quý vị đi theo con đường này là chính xác Đã đi đúng rồi, đừng đi vào ngõ rẻ nhìn từ chỗ này quý vị nhìn vào kinh văn thấy tịnh và mật chẳng hay mật và tịnh tịnh là mật hơn nữa tịnh và mật có quan hệ càng mật thiết hơn vì sao đều là tu tâm thanh tịnh tịnh độ tu tâm thanh tịnh mật cũng là tu tâm thanh tịnh cho nên càng gần gũi nhưng tịnh thuận tiện hơn mật mật đòi hỏi phải có căn cơ kha khá, khá lão cư sĩ hoàng niệm tổ bảo tôi hiện thời học mật chẳng có ai thành tựu tôi đến thăm lão nhân gia ở bắc kinh có mấy lần nhắc tới vấn đề này trong thời đại này từ nay về sau, thiền và mật đều chẳng thể nào thành tựu. Thực sự có thể thành tựu thì chỉ có trì danh niệm Phật. Trong kinh Đức Phật đã dạy điều này, chắc chắn chẳng giả. Pháp môn này có thể độ chúng sanh trong 100 năm cuối cùng của thời Mạt pháp trong một trăm năm cuối cùng ấy kinh giáo nhà phật hoàn toàn biến mất trên thế gian này chẳng còn nữa chúng sanh chẳng có phước kinh giáo hoàn toàn mất đi nhưng hãy còn đó một câu hồng danh sáu chữ nam mô a di đà phật trên thế gian trong một trăm năm cuối cùng có người niệm câu phật hiệu này thì cũng có thể giảng sanh Vì vậy trong thời kỳ mạt Pháp Tịnh độ thành tựu Đức Phật đã tuyên thuyết điều này Thử tứ cú giữ tiền Thăng quán đảnh giai nhị cú Thâm biểu mật tịnh bất nhị chi chỉ xác thực là chúng ta có thể hiểu được biểu hội trung chư đại sĩ vị hoàng mật thừa nải giáo đạo chư bồ tát thành vi kim cang a xà lê cố bổn thân hằng thường tu tập vô lượng vô biên tương ứng chi hạnh nay chúng ta hiểu thường luôn tu tập vô lượng vô biên hạnh tương ứng chính là một câu danh hiệu này trong tâm thật sự có a di đà phật phải biến a di đà phật thành bậc ngưỡng mộ nhất ưa thích nhất tôn kính nhất niệm niệm chẳng quên trong tâm quý vị thật sự có phật miệng chẳng lìa danh hiệu thân chẳng lìa lễ phật bình thường đối với người đối với sự đối với vật hết thảy cung kính thân nghiệp tương ứng trong khóa lễ sáng tối có thể lễ bái một trăm lại đó là người bình thường khóa sáng lại phật một trăm lại khóa tối phật 100 lại phật một trăm lại rất hữu ích khiến cho thân thể mạnh khỏe lạy phật là vận động hết sức tốt lạy phật đừng nên dùng đệm lại hãy lễ trực tiếp trên sàn thì quý vị mới có thể thâu được hiệu quả từ sự vận động nếu có đệm lại rất cao sẽ chẳng thâu được hiệu quả này thân tâm khỏe mạnh tam mật tương ứng trong câu tiếp theo trong quá khứ tôi đọc câu này liền với câu trên thường tập tương ứng vô biên chư hạnh thành thục bồ tát vô biên thiện căn trong khoa phán tôi phân chia theo cách như vậy có hơi khác đôi chút so với cụ niệm tổ câu kết thúc là vô biên chư phật hàm cộng hộ niệm đây là một đoạn nhỏ cuối cùng trong phân đoạn này nói về sự hộ niệm của phật thường gọi tắt là phật hộ Đối với thiện căn thành thục vô biên thiện căn của Bồ Tát, thiện căn giả, thân khẩu ý tam nghiệp chi thiện, cố bất khả bạc, vị chi căn Đây là ý nghĩa thứ nhất của chữ căn Trong tam nghiệp thiện nói theo mặt sự, đối với những điều thiện nơi thân trong thập thiện nghiệp đạo, quý vị gìn giữ hết sức kiên định làm được một trăm phần trăm thân chẳng sát xanh chẳng trộm cắp chẳng tà dâm đó là ba điều thiện nơi thân Miệng có bốn điều thiện Chẳng giọng ngữ, không nói đôi chiều, không nói thiêu dệt, không ác khẩu Ý cũng có ba điều thiện, tức là chẳng tham, chẳng sân, chẳng si Thực hiện thập thiện một trăm phần trăm là ai thưa cùng chư vị pháp thân bồ tát thật sự làm được quan sát cẩn thận từ khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác Từ sự đãi người tiếp vật trong cuộc sống hàng ngày của người ấy Quý vị hãy quan sát kỹ lưỡng Từ thập thiện mở rộng thành tám dạng bốn ngàn tế hạnh Thiện hạnh đấy Đó chính là thành thục Bồ Tát vô biên thiền căn Như trong phần trước đã nói Con số 8 dạng 4 ngàn được nói trong kinh chẳng phải là giả Quý vị hãy phân tích từng chuyện đúng là 8 dạng 4 ngàn Trên thực tế 8 dạng 4 ngàn lại mở rộng ra sẽ là vô lượng vô biên Tiếp đó còn có một ý nghĩa nữa Hữu thiền năng sanh diệu quả Xuất sanh dư thiện cố dị chi căn Dùng điều này để tỷ dụ Giống như cây cối, hoa, cỏ có rễ Từ thiền căn Từ căn ấy Có thể sanh ra vô lượng vô biên thiện pháp hết thảy các thiện pháp thế gian và xuất thế gian đều chẳng lìa mười thiện nghiệp ấy do vậy thập thiện nghiệp là cội rễ của tất cả hết thảy thiện pháp tương phản của thập thiện là thập ác đó là mười thứ bất thiện cũng là nói tất cả hết thảy bất thiện vô lượng vô biên bất thiện nghiệp của chúng sanh trong tam giới lục đạo đều sanh từ thập ác chúng ta biết thiện hạnh và ác nghiệp rốt cuộc là chuyện như thế nào quý vị thấy rõ ràng thấy minh bạch chúng ta mong mỏi làm thiện nhân hay là mong làm ác nhân bất thiện tư tưởng và ngôn hạnh tương ứng với thập ác toàn bộ đều xấu xa là kẻ tương ứng với thập ác chắc chắn thân thể chẳng khỏe mạnh thân thể có bệnh chắc chắn hoàn cảnh cư trụ có rất nhiều tai nạn Tai nạn có hữu hình và vô hình Vô hình chỉ điều gì? Nhục nhãn chẳng trông thấy quán thân trái chủ Nhưng họ luôn quanh quẩn bên quý vị Nhiễu loạn quý vị Vì sao? do nghiệp lực bất thiện cảm giời à, nếu quý vị thật sự tu thập thiện thân ngữ ý nghiệp tương ứng với thập thiện nghiệp giữ vững chẳng bỏ quý vị chẳng nhìn thấy những thiện thần ở quanh quý vị ủng hộ cung kính quý vị quý vị là người tốt họ đến giúp quý vị thành tựu thiện hạnh những chuyện này đều chẳng tách rời nghiệp cảm vì thế thiện nhân có thiện quả ác nhân có ác báo đệ tử quy hướng dẫn trẻ nhỏ thực hiện thập thiện từ đâu thực hiện từ đệ tử quy thực hiện từ cảm ứng thiên sau đấy thập thiện mới có căn chẳng có cảm ứng thiên Chẳng có đệ tử quy Thì thập thiện chẳng có căn Thời cổ Bất luận xuất gia hay tại gia học Phật Vì sao có thành tựu tốt đẹp như thế Chẳng có gì khác Từ bé đã được dung bồi căn cội tốt đẹp Cha mẹ thật sự yêu thương con cái Dung bồi căn cội tốt đẹp từ bé Đó gọi là chân ái hộ Gốc sâu rễ vững tăng trưởng Bất luận trong cảnh duyên nào Đều chẳng bị biến đổi Do vậy có thể nào chẳng thể cảm ơn cha mẹ Cha mẹ sanh ra chúng ta Nuôi nấng giáo dục chúng ta Ân đức ấy quá lớn Cha mẹ dưỡng thành cội rễ ấy Phật bồ tát tiếp tục dạy bảo quý vị trong một đời này quý vị có thể thành phật thành bồ tát phật bồ tát là thầy của chúng ta tức là a xà lê của chúng ta a xà lê là giáo thọ hoặc quỷ phạm sư là vị thầy giúp chúng ta thành tựu Người sống trong thế gian phải cảm ơn Cội rễ của cảm ơn là cha mẹ và sư trưởng Đấy là cội nguồn Nếu chẳng có hai loại cội rễ ấy Bất hiếu cha mẹ Bất kính sư trưởng thì trong thế gian này bố thí thi ân đối với bất luận người nào hay vật nào toàn là giả dối vì sao ân huệ ấy chẳng có căn do vậy ân huệ ấy chẳng phải là sống mà là chết chẳng có căn mà chớ nên chẳng biết đạo lý này Chúng ta xem tiếp sự hộ niệm trong phần sau. <laughs> Vô lượng chư Phật hàm cộng hộ niệm. Vì sao? vì quý vị tương ứng nên khởi tâm động niệm ngôn ngữ tạo tác của quý vị chư phật bồ tát hoàn toàn hay biết quý vị là thiền nhân thiền nam tử thiền nữ nhân ngay quý vị nhất tâm cầu vô thượng bồ đề hiếm có khó được chư phật bồ tát biết khởi tâm động niệm biết sự phát tâm của quý vị tự nhiên tương ứng đến hộ trì quý vị vì sao thiện cảm ứng thiện ác cảm ứng ác nếu quý vị làm chuyện ác thì có cảm ứng là yêu ma quỷ quái đều đến hộ trì La sát ác thần đến hộ trì quý vị, giúp quý vị làm ác. Đó là cảm ứng. Hộ niệm giả, bảo hộ ức niệm giả. Hội sớ viết. Hộ vị phú hộ niệm vị ký niệm phú hộ là bảo vệ hộ trì là điều quý vị đạt được phật bồ tát bảo vệ hộ trì quý vị phật bồ tát thường thường nghĩ nhớ quý vị bất luận trong hoàn cảnh nào Phật Bồ Tát chẳng hề không chiếu cố Nếu ý niệm của chúng ta sai trái à Niệm niệm đều là tham, niệm, sân, niệm, si Niệm niệm đều là ngũ dục lục trần Tôi vừa mới nói rồi đó cũng có kẻ hộ niệm quý vị ma dương ba tuần cha, la sát yêu ma quỷ quái oán à, thân trái chủ đều hộ Điều niệm quý vị trợ giúp quý vị tạo ác Điều nói cách khác họ giúp đỡ à, dụ dỗ quý vị đi vào đâu vào tam đồ đến các nơi khác nhau như địa ngục ngạ quỷ súc sanh đến những nơi đó người niệm phật phật hộ niệm quý vị quý vị sanh về thế giới cực lạc thiện nhân chẳng niệm phật trong tâm muốn sanh lên trời hoặc muốn đời sau được hưởng phước báo nhân thiên phật bồ tát thiện thần đều gia hộ hộ niệm quý vị Tâm nguyện nhất định xứng ý đúng lý Nhất định như nguyện Ở chỗ này chúng ta thấy kinh giáo nói Đối hết thể chúng sanh chư Phật Bồ Tát Tùy tâm ứng lượng Tức là thuận theo nguyện vọng của quý vị Mà Phật Bồ Tát thỏa mãn nguyện vọng Đó là nói rõ Sau khi tương ứng nhất định được hộ niệm Tình ảnh sớ viết hộ xử ly ác niệm linh tăng thiện Ngài đã tách hộ niệm ra để giảng Hộ là gì? Bảo vệ quý vị, giúp quý vị lìa hết thảy ác niệm là niệm, niệm niệm giúp cho quý vị tăng thiện cách giảng này cũng hay lắm cố tri thử lưỡng cú tổng tán hội trung chư đại sĩ tán tháng chung những vị bồ tát tham dự pháp hội đại sĩ là danh xưng để gọi bồ tát tuân tu phổ hiền chi đức Sử dư Bồ Tát vô biên thiện căn giai đắc thành thụ Cố vô lượng chư Phật tất giai hộ niệm Thỏa ấy Đức Thế Tôn mở Pháp hội này tại Linh Sơn Vì chúng ta tuyên giảng kinh vô lượng thọ Bồ Tát tham dự Pháp hội lần ấy rất đông Trong phần trước Kinh văn đã giới thiệu 16 vị chánh sĩ Trong số ấy có nhiều vị Bồ Tát từ các phương khác đến Chẳng phải là người trong thế giới xa bà Do vậy ta có thể biết sự thù thắng của Pháp hội Nhục nhãn của lũ phàm phu chúng ta chẳng trông thấy Nhưng từ A-la-hán trở lên đều có thể thấy Thậm chí Tu-đà-hoàng đã khai thiên nhãn đều có thể trông thấy Những gì Bồ Tát ấy bất luận là trong cõi này hay nơi phương khác Cõi này là nói đến thế giới Sa Bà Khu vực giáo hóa của Thích Ca Mâu Ni Phật là 10 ức hệ ngân hà Chúng sanh ở trong ấy có bao nhiêu? À, dư bồ tát <laughs> là nói tới các vị bồ tát <laughs> trong mười phương thế giới có duyên với tịnh <laughs> tông có duyên với a di đà phật <laughs> những vị như vậy rất đông <cười> <cười> trong hội này những vị đại bồ tát tu đức của phổ hiền đại sĩ có thể ảnh hưởng những vị bồ tát có duyên với tịnh tông trong mười phương thế giới giúp họ thành thục thiện căn nên mới có cách nói này vô lượng chư phật thảy đều hộ niệm Tức là như Kinh Văn đã chép Vô lượng chư Phật hàm cộng hồ niệm Sau khi chúng ta đọc xong Sẽ có thể cảm nhận được Nếu chúng ta thực sự tu tịnh độ Tâm chân thành tu tịnh độ nhất tâm nhất ý muốn thấy a di đà phật ý niệm ấy sẽ cảm vô lượng chư phật đều cùng hộ niệm đức phật nói kinh này chẳng hề nói dối câu nào cũng chân thật đức phật của phổ hiền được giới thiệu đến đây phần kinh văn tiếp theo nói đến trí đức của giang thù bồ tát những phần trước đều là tuân tu phổ hiền chi đức phổ hiền là hạnh đức giang thù là trí đức hạnh cũng phải có trí huệ. Chẳng có trí huệ, tu hành sẽ nảy sanh vấn đề. Trong Phật Pháp, các vị tổ sư Đại Đức trong quá khứ thường dạy từ bi vi bổn, phương tiện vi môn đó là phật pháp nhưng các ngài còn nói từ bi đa họa hại phương tiện xuất hạ lưu đó là gì trong từ bi và phương tiện nảy sanh tác dụng phụ vì sao nảy sanh tác dụng phụ xử sự bằng cảm tình vấn đề bèn nảy sanh do vậy cần phải dùng trí huệ trí huệ của văn thù sẽ không xuất hiện vấn đề đều nhầm dạy chúng ta trong cuộc sống hàng ngày dùng trí, phải dùng lý trí chớ nên dùng cảm tình dùng cảm tình sẽ thường là thiên kiến dùng trí huệ sẽ chẳng có thiên kiến do vậy đã có hạnh phổ hiền vẫn phải có trí đức của gian thù hay gọi tắt là văn thù trí chúng ta đọc kinh văn chư phật sát Thế trung giai năng thị hiện đây là tướng biểu thị của văn thù trí đức trí huệ là gì trí huệ là thật sự có thể buông xuống có thể thị hiện trong các cõi phật thí thiện huyển sư hiện chúng vị tướng đây là nêu tỷ dụ thiện huyển sư là nhà ảo thuật tuy chẳng phải là thật nhưng kẻ ấy có thể hiện ra rất nhiều hình tượng khác nhau ư bỉ tướng trung thật vô khả đắc các tướng trong tỷ dụ ấy là giả chẳng thật đó là trí huệ hiển lộ trí huệ thử chư bồ tát diệt phục như thị Do vậy các Bồ Tát thị hiện trong thế gian này, giáo hóa hết thảy chúng sanh, quyết định chẳng có chấp trước, phân biệt. Chẳng khởi tâm đồng niệm. Nên hằng thuận chúng sanh tùy hỷ công đức. Kinh Lăng Nghiêm đã nói: Tùy chúng sanh tâm ứng sở tri lượng đây cũng là nói rõ hết thảy các pháp sanh từ tâm tưởng chẳng liên can bất cứ ai vì thế toàn là tự làm tự chịu phải thừa nhận điều này chẳng liên can bất cứ ai có thể tham cứu thấu suốt đạo lý này trong bất luận hoàn cảnh nào quý vị cũng có thể tâm bình khí hòa chẳng oán trời trách người kẻ tâm bình khí hòa có thể thấy rất rõ ràng đó là trí huệ của văn thù Thông chư Pháp tánh Đạt chúng sanh tướng Cúng dường chư Phật Khai đạo quần sanh Hóa hiện kỳ thân Do như điển quan Liệt ma kiến võng Giải chư triền vượt Viễn siêu thanh văn Bích chi Phật địa Nhập không Vô tướng Vô nguyện Pháp môn Thiện lập phương tiện Hiển thị tam thừa đoạn này toàn là nói về trí đức của dân thù bồ tát chúng ta hãy đọc lời chú giải thường nhất đoạn văn nghĩa là đoạn văn vừa đọc trên đây diễn tục là tiếp theo chuyển pháp luân chi đệ thất tướng đã nói về hạnh phổ hiền lại còn có văn thù bồ tát cần phải nói tiếp nên tiếp tục diễn nói về tướng chuyển pháp luân thứ bảy bổn phẩm danh vi đức tuân phổ hiền chánh biểu kinh trung phổ hiền vị liệt thượng thủ chi nghĩa vị thượng thủ thứ nhất là phổ hiền bồ tát giống như kinh hoa nghiêm cái bổn kinh vi viên giáo tùng quả khởi nhân cố tiên phổ hiền nhi thứ văn thù Phổ hiền biểu hành Văn thù biểu trí Vô trí tắc bất năng khởi hạnh Cố phục đương tiêu hiển văn thù Đây là nói rõ duyên do của đoạn kinh này Do vậy, vì sao ở đây phải nói đoạn kinh văn này? nêu ra nguyên nhân trong phần trước đã nói về hạnh phổ hiền kinh này là viên giáo y chiếu giáo nghĩa của kinh này viên cực đốn cực vì kinh này dạy chúng ta thành tựu trong một đời Nên được gọi là đúng giáo Chẳng phải là bảo chúng ta phải tu dài đời Chẳng phải vậy Mà là thành tựu ngay trong một đời Trong một đời này Ngay khi còn đang sống sờ sờ có nghĩa là gì người niệm phật chúng ta giảng sanh tây phương cực lạc thế giới chư vị nhất định phải biết điều này là ra đi trong khi còn sống không phải là chết rồi mới đi lúc lâm chung tôi không nói sắp chết mà nói lúc sắp ra đi quý vị thấy a di đà phật đến tiếp dẫn đầu óc quý vị rất sáng suốt tỉnh táo chẳng thấy sai lầm a di đà phật quán âm thế chí đến tiếp dẫn ta quý vị nói rõ với người chung quanh phật đến đón tiếp tôi tôi theo phật ra đi chẳng phải là ra đi trong khi còn sống ư sau khi ra đi chẳng cần đến xác thân nữa Chứ gì phải biết điều này ra đi trong khi còn sống cho nên là thành tựu trong một đời này bản thân quý vị quyết định chẳng có cảm giác quý vị đã chết rồi sanh về bên kia chẳng có chuyện ấy linh tánh của quý vị rời khỏi cơ thể này theo Phật cùng đến thế giới cực lạc Không phải là chết rồi mới đi Đã chết thì làm sao có thể đi được Chết rồi mới đi sẽ chẳng dễ dàng Như vậy thì cũng phải rất có thiện căn Đó là gì? Thân trung ấm đắc độ Có những trường hợp như vậy nhưng rất ít Trong hiện thời những năm qua Chúng ta đề xướng nghi thức tam thời hệ niệm pháp sự do trung phong thiền sư biên soạn rất có hiệu quả nhằm độ trung ấm âm dương đều lợi lạc những chúng sanh trong cõi u minh có giảng sanh cực lạc hay không có nhưng chẳng nhiều lắm đại đa số giảng sanh thiên đạo do nguyên nhân nào kẻ hiểu rõ thế giới cực lạc quá ít Do vậy, những đồng tu thường nghe kinh biết nhiều về thế giới cực lạc Chúng ta nghe kinh trong Pháp hội này Tại Đạo Tràng này Không chỉ loài người chúng ta đang nghe chúng ta chẳng thấy chư linh trong cõi u minh số lượng đông hơn chúng ta chẳng biết bao nhiêu lần chư linh nghe kinh tốt lắm trong tam thời hệ niệm pháp sự do họ thường đến nghe kinh sẽ thật sự giảng sanh kẻ chẳng thường nghe kinh có ít cơ hội hơn chúng ta có thể lý giải suy nghĩ điều này kinh giáo tịnh độ chẳng thể không giảng bản thân chúng ta đọc kinh liễu giải chính mình đắc độ chính mình liễu giải mà nếu không giúp đỡ người khác chẳng giới thiệu kinh này cho người khác tức là có lỗi với chính mình có lỗi với Phật, à Bồ Tát, có lỗi với A Di Đà -phật. Phật. A Di Đà Phật à, muốn phổ độ chúng sanh. Cớ sao quý vị chỉ độ chính mà. mình, chẳng nói hoài kẻ khác? À, chẳng tương ứng với bổn nguyện của A Di Đà Phật. À, Chúng ta muốn sanh về thế giới cực lạc Hy vọng mang theo một số chúng sanh cùng đi A Di Đà Phật sẽ quan hỷ Vì thế Toàn tâm toàn lực khuyên dạy hết thảy chúng sanh Nhận thức tịnh độ Phát nguyện cầu sanh tịnh độ Ah, phu, Nói theo tịnh nghiệp tam phước Chính mình đã thành tựu Cho nên quên giúp đỡ người khác Đấy chính là câu cuối cùng ah y句话叫, Khuyến tấn hành Chuyên giả Đối với người tu hành, chúng ta phải khuyên họ phát nguyện cầu sanh thế giới cực lạc. Thành tựu viên mãn trong một đời. Đấy mới thật sự là đồng tâm, đồng đức, đồng nguyện, đồng hạnh với a di đà Phật. Vì thế, chẳng thể không biết văn thù trí. Ở đây có hai câu nói rất hay Vô trí tắc bất năng khởi hành Cố đương tiêu hiển văn thù Bởi lẽ hạnh là trọng yếu Nhưng trí cũng chẳng thể thiếu Như vô lượng thọ kinh khởi tính luận viết Bất độ văn thù trí hải Nang nhập phổ hiền hạnh môn dĩ bất năng liễu tri tự tâm nhất niệm đốn viên bình đẳng chánh tánh phàm thánh cộng hữu nhất tế vô sai dĩ bất liễu cố sở hữu nguyện hạnh tất bất cụ túc đó là gì trí huệ trọng yếu Thích Ca Mâu Ni Phật suốt đời giảng kinh thuyết Pháp 49 năm Giảng Bát Nhã 22 năm Chư vị nghĩ xem Đức Phật suốt đời giảng kinh 49 năm Giảng Bát Nhã 22 năm Gần như là một nửa thời gian đó là gì? Coi trọng trí huệ Bác Nhã là trí huệ văn thù Luận định thông thường Trong sự giáo học suốt một đời Môn học ấy tốn thời gian dài như thế Nên pháp môn chủ tu trong cả đời thích ca mâu Phật là bác nhã a hàm là tiểu thừa là cơ sở trong a hàm giảng đoạn ác tu thiện đều là nói theo sự quá nửa quả báo là phước báo nhân thiên nên rất nhiều người thích học Họ chẳng tách trời phước báo nhân thiên, họ mong muốn thứ ấy. Phương đẳng là dự bị. Bát nhã là chánh tu. Pháp hoa nhằm giúp quý vị tăng tấn. Từ chỗ này chúng ta liễu giải Chủ tu trong Phật Pháp là trí huệ Làm sao có thể là mê tín cho được Phật Pháp và mê tín hoàn toàn tương phản 22 năm dạy trí huệ Lẽ nào dạy kẻ khác hồ đồ Đâu có lẽ nào như thế Nói Phật giáo là mê tín là do nguyên nhân nào? Do chẳng nhận thức Phật giáo, hiểu lầm mất rồi. Chê Phật giáo là mê tín, ngỡ Phật giáo là tôn giáo. Phật giáo không phải là tôn giáo, mà là sự giáo dục của Thích Ca Mâu Ni Phật. Mấy câu này có ý nghĩa rất sâu Bất độ văn thù trí hải Độ là vượt qua Cũng có nghĩa là nói quý vị chẳng thâm nhập trí huệ của văn thù bồ tát khó thể nhập hành môn của phổ hiền phổ hiền hạnh nương vào văn thù trí chẳng có văn thù trí quý vị sẽ không thể hành phổ hiền hạnh được trong phần trước đã nói cương lãnh của phổ hiền hạnh là 10 đại nguyện vương chẳng có văn thù trí sẽ chẳng thể thực hiện mười đại nguyện vương mười nguyện ấy mỗi nguyện sau đều sâu hơn nguyện trước càng về sau càng khó bắt đầu từ đâu từ lễ kính chư phật chúng ta có tâm lễ kính hay không nếu có văn thù trí tâm ấy sẽ phát khởi vì sao có thể phát khởi quý vị liễu tri tự tâm văn thù trí chẳng có gì khác chính là quý vị nhận biết chính mình người hoa thường nói nhân yếu hữu tự tri chi minh con người phải tự biết mình quý vị phải nhận biết chính mình chính mình là gì trong giáo pháp đại thừa đức phật thường nói bổn lai thị phật mỗi chúng sanh vốn là phật đó là văn thù trí chân thật trí huệ tâm cung kính mới có thể sanh khởi chúng ta học phật rất cung kính phật Hết thể chúng sanh đều là Phật Phải có tâm cung kính đối với họ giống như cung kính Phật Đối với người, đối với sự, đối với vật Đối với thiên địa, dạng vật Thật sự sanh khởi tâm cung kính Đối với người phải lễ kính Lễ tiết hiện thời là cúi đầu lễ Gật đầu không được Thiếu cung kính Đúng quy củ đứng đó Gặp mình 90 độ cúi đầu lễ Ác à, phải như vậy Vào thời cổ Hành lễ là đảnh lễ tam bái đó là cổ lễ nay chúng ta đối trước tượng phật vẫn đảnh lễ tam bái chẳng quên cổ lễ phật là cổ nhân chúng ta vẫn dùng phương cách của cổ nhân để hành lễ đối với ngài đối với con người hiện đại phải hiện đại quá nếu chẳng hiện đại quá rất nhiều người hiện thời chẳng thể tiếp nhận Quý vị nói xem có nhiều kẻ học Phật Bảo kẻ ấy hãy học Phật Gặp mặt Pháp Sư phải lại Kẻ ấy dãy nảy Thôi đi chẳng học Phải thông quyền đạt biến Chẳng thể cố chấp giữ quy cũ đã thành nề nếp Con người hiện thời có lễ tiết hiện thời Vậy thì sao? thấy tượng phật bèn khơm mình cúi đầu ba lượt đó là lễ kính nhất như thế thì họ sẽ đến với phật rất dễ dàng sẽ có thể tiếp dẫn rất nhiều người tới khi nào chính kẻ ấy bái lại đó là chuyện của kẻ ấy chẳng phải là chuyện của chúng ta đó là đúng quý vị đã học thông suốt phật pháp học sống động vận dụng sống động đặc biệt là đối với kẻ sơ học nếu quý vị dẫn mấy người sơ học đến nơi đây họ thấy phải bò toài ra đất khấu đầu họ sẽ cảm thấy khó chịu lần sau chẳng đến nữa quý vị đã dọa họ chạy mất rồi họ sẽ nói phật giáo là mê tín phong kiến buộc con người quay lại thời đại cổ lỗ làm sao họ có thể chịu được do vậy chúng ta nhất định phải biết phật giáo hiện thời phải dùng lễ tiết hiện thời phật giáo tại ngoại quốc bèn dùng lễ tiết ngoại quốc họ đều vui vẻ thông quyền đạt biến chớ nên không biết điều này do vậy liễu tri tự tâm tự tánh thanh tịnh viên minh thể nhất niệm đúng viên nhất niệm là vô niệm hữu niệm là nhị niệm nhất niệm là bình đẳng nhị niệm bèn giấy động sóng gió nhất niệm đốn viên viên là viên mãn đốn là nhanh chóng đúng vậy đấy viên mãn bình đẳng chánh tánh mãi mai sai biệt cũng chẳng có Y báo và chánh báo trang nghiêm trong mười pháp giới đều có cùng một pháp tánh cũng là nói chúng có cùng một tự tánh phàm thánh cộng hữu nhất tế vô sai nhất tế là nhất tánh nhất tâm nhất tế vô sai là chẳng sai biệt mảy may nào không chỉ là phàm lẫn thánh đều cùng có mà y báo và chánh báo đều cùng có Kinh Hoa Nghiêm diễn tả tình và vô tình cùng chung có bằng câu Tình giữ vô tình đồng viên chủng trí Đồng là bình đẳng Viên là viên mãn Chủng trí là nhất thiết chủng trí Đó là sự chứng đắc nơi quả địa như lai Quý vị thấy vô tình cũng đều cùng viên mãn chủng trí. Thở chúng tôi còn trẻ. Khi ấy tôi mới ngoài 40 tuổi, dạy học tại Phật Quang Sơn. Lúc đó tại Phật Quang Sơn có ba vị thầy xuất gia là Pháp Sư Tinh Vân, Pháp Sư Hội Tánh và tôi ba người xuất gia còn có hai vị tại gia là cư sĩ phương luân và cư sĩ đường nhất huyền họ là đại cư sĩ bản lãnh phật học của họ đều cao hơn chúng tôi lớn tuổi hơn thời gian học phật đều lâu hơn chúng tôi chúng tôi đã nhiều lần cùng nhau thảo luận vấn đề này nhưng chẳng có kết luận Câu tình giữ vô tình đồng viên chủng trí Phải giảng như thế nào? Nếu quý vị nói hữu tình chúng sanh Sau khi chính mình đã thành Phật Thì sẽ thấy hết thảy hữu tình chúng sanh đều thành Phật Vẫn còn tạm được Chứ sau khi đã thành Phật Cớ sao qua cỏ, cây cối, núi, sông, đại địa cũng thành Phật nói không thông do vậy lúc đó có rất nhiều vấn đề tôi đánh dấu hỏi tồn nghi đức phật nói chắc chắn chẳng sai nhưng nay chúng ta chẳng có trí huệ ấy chẳng nghĩ thông suốt đạo lý ấy nay tôi đã minh bạch hiểu rõ hiểu rõ như thế nào kinh hoa nghiêm đã nói thấu triệt thuở ấy chúng tôi chẳng đọc thông suốt kinh hoa nghiêm Đọc thì đọc vậy, tựa hồ hiểu, nhưng chẳng hiểu. Trong ấy có rất nhiều vấn đề. Trong quá khứ, chúng ta đã học tập giọng tận hoàng nguyên quán của hiền thủ quốc sư Hai Lượng. Vấn đề ấy đã được giải quyết Tình và vô tình đúng là có cùng một thể Khi ta đã thành Phật Hết thể chúng sanh đều thành Phật Cây cối, hoa cỏ, núi sông, đại địa Toàn bộ đều thành Phật Thật vậy chẳng giả kẻ giác ngộ thấy hết thảy các pháp chẳng chấp tướng chẳng chấp tướng sẽ thấy gì thấy pháp tánh tông môn nói minh tâm kiến tánh kiến tánh thành phật Quý vị thấy hết thể chúng sanh đều có cùng một điều bình đẳng. Ở đây, điều bình đẳng ấy được gọi là chánh tánh. Tức là tự tánh, lẽ nào chẳng phải thành Phật. Thấy hết thảy cây cối, hoa cỏ, núi sông, đại địa là Pháp tánh chánh tánh là pháp tánh là một tánh cùng là một tánh với tự tánh chẳng phải là hai tánh hết sức khó có cận đại trong mấy năm gần đây nhất khoa học tiên tiến các nhà khoa học lượng tử đã cho chúng ta biết đúng là cùng một thể khó có lượng tử lực học cho chúng ta biết Đúng là cùng một thể Khó có Lượng tử lực học cho chúng ta biết vật chất là thứ gì Là chuyện như thế nào Họ nói ra sao Vật chất là hiện tượng do ý niệm dao động Điều này đã giúp ích Phật Pháp rất lớn Vì Phật Pháp bảo Dạng sự dạng tướng trong vũ trụ Là hiện tượng dao động các nhà lượng tử lực học đã chứng tỏ đức phật nói điều này là thật chẳng giả nhất niệm bất giác bèn có vô minh là hiện tượng dao động vô minh bất giác sanh tam tế cảnh giới vi duyên trưởng lục thô đó là nói về sự phát triển của vũ trụ Trong ấy sanh ra biến hóa vô lượng, vô biên, vô tận Chẳng thể nghĩ bằng Dẫu nói nhiều đến mấy Nó là một quyển tướng chẳng thật Nói tóm lại Dạng Pháp đều là không hết thảy pháp hữu vi như mộng huyễn bọt bóng như xương cũng như chớp hai câu này nói rất hay các nhà khoa học lượng tử đã thực sự chứng minh Đức phật muốn chúng ta phải dùng trí huệ ấy dùng thanh tịnh bình đẳng giác để nhìn thế gian quý vị mới có thể thấy chân tướng mới có thể thấy hết thảy vạn pháp chẳng sai khác mảy may Không chỉ là phàm, thánh chẳng có sai biệt Mà đều là tự tánh hiện Phàm thánh sai biệt ở chỗ nào? Hiểu rõ tự tánh là thánh nhân Mê hoặc tự tánh là phàm phu phàm thánh sai biệt ở chỗ mê hay ngộ chẳng liên quan gì đến tự tánh tự tánh chẳng có mê hay ngộ con người có mê hay ngộ chứ tự tánh chẳng có mê hay ngộ phải hiểu đạo lý này giọng tâm có mê hay ngộ chân tâm chẳng có mê hay ngộ Đó là vũ trụ và nhân sinh quan trong nhà Phật Do vậy, tiên sinh phương Đông Mỹ đã nói Triết học trong kinh Phật là đỉnh cao nhất trong triết học trên toàn thể thế giới Câu nói ấy rất hay mấy câu nói sau đây có thể chứng minh lời của cụ vương liễu tri tự tâm nhất niệm đốn viên bình đẳng chánh tánh phàm thánh cộng hữu nhất tế vô sai dĩ bất liễu cố sở hữu nguyện hạnh giai bất cụ túc nếu chẳng biết chuyện này sẽ phiền phức lớn phiền phức lớn cỡ nào mê hoặc điên đảo tạo nghiệp thọ báo luân hồi trong lục đạo giác ngộ bền như thế nào chẳng còn luân hồi trong lục đạo vĩnh viễn vượt thoát do vậy quý vị thường sanh tâm hoan hỷ pháp hỷ sung mãn trong tâm mục của người thế gian, đấy mới là thật sự đạt đến cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn rốt ráo. Chúng tôi đã nói rất nhiều lần, chuyện này chẳng mãi may liên quan đến giàu, nghèo, sang, hiền. Giàu nghèo sang hèn là gì? là nghiệp báo của Phạm phu khi quý vị giác ngộ sẽ hoàn toàn vượt thoát vượt thoát lục đạo Phạm phu vượt trỗi những bậc tiểu thánh thọ dụng tự nhiên thay đổi hôm nay đã hết thời gian rồi ngày mai chúng ta lại tiếp tục học tập nam mô a di đà phật Nguyện đem công đức này hồi hướng bốn ân và ba cõi Nguyện khắp pháp giới các chúng sanh Đồng sanh cực lạc thành Phật đạo Chúng Phật tử đạo tràng tịnh độ Nam Mô A Di Đà Phật